vị thân mến, cảm xúc tích cực là tiền đề để trẻ có thể phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Một đứa trẻ sẽ có nhiều cơ hội để thành công và hạnh phúc hơn khi được nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực mỗi ngày. Tuy nhiên, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực ở trẻ là một quá trình dài, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của những người làm cha, làm mẹ. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trưởng quay Tiến sĩ Lê Thị Thanh Thủy, Phó khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam để có thể chia sẻ rõ hơn với quý vị về vấn đề này. Xin chào chị Thủy, cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, đầu tiên xin chị hãy cho biết như thế nào là những cảm xúc tích cực và những cảm xúc tích cực thì có biểu hiện như thế nào ở trẻ thưa chị? Thông thường chúng ta nói đến cảm xúc tích cực hay là thường cũng có nói đến cảm xúc tiêu cực, nó ở hai khía cạnh. Một là biểu hiện và thứ hai là cái tác động hay là cái hậu quả của cảm xúc đấy như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta hình dung là cảm xúc tích cực chính là khi con người trải nghiệm, có trải nghiệm những cái cảm xúc đó và làm cho con người ta, mang lại cho con người ta cái cảm giác thư thái, thoải mái, tăng hiệu quả trong hoạt động, các hoạt động, và về lâu dài nó có những cái kết quả tích cực. Ví dụ những cảm xúc tích cực chúng ta có thể kể ra như là trạng thái vui vẻ, hạnh phúc khi một đứa trẻ nhận được một lời khen, khi đứa trẻ hoàn thành một nhiệm vụ hoặc là đạt được một cái kết quả như mong muốn, thì lúc đó có thể trẻ có cảm xúc tích cực. Là khi trẻ phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ thì tôi thường thấy đó là trẻ cảm thấy rất là khoan khoái, dễ chịu. Về cơ bản là lúc đó trải nghiệm những điều mới mẻ. Dạ vâng, có thể nói là cha mẹ cần nắm bắt được những cảm xúc của con để từ đó có những hỗ trợ phù hợp và kịp thời. Tuy nhiên, có những cảm xúc thì lại rất là rõ ràng, nhưng có những cảm xúc thì lại không rõ ràng và rất khó để có thể nhận biết. Vậy cha mẹ cần làm thế nào để có thể nắm bắt được những cảm xúc tích cực và cả những cảm xúc tiêu cực của con trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ạ? Theo tâm lý học ấy, thì có khoảng 13 cảm xúc cơ bản hay còn gọi là cảm xúc nền tảng của con người. Thì những cái cảm xúc trên bề mặt đang vui vẻ hay buồn giận, chúng ta có thể dễ dàng quan sát ở người khác luôn. Một đứa trẻ đang rất là vui vẻ thì mình có cái cảm xúc tích cực đấy thì mình sẽ nhìn thấy từ ánh mắt, đúng không ạ? Từ cái cơ mặt bộc lộ ra bên ngoài hoặc là từ những hành vi. Thế còn cảm xúc tiêu cực như là giận thì chúng ta cũng có thể thấy được điều đó. Ví dụ như các cơ mặt thì cứng lại, mắt thì nhíu lại, lông mày cũng nhíu lại theo, hoặc là giọng nói thì rất là gằn. Và lúc đó cái tốc độ nói hay là cái bộc lộ cảm xúc nó ra bên ngoài qua ánh mắt là rất là rõ ràng. Thì điều này tôi nghĩ rằng là những cảm xúc nền tảng cha mẹ sẽ dễ dàng phát hiện hơn. Nhưng có những cảm xúc mà nó có thể được chồng lớp bằng mấy tầng lớp khác nhau. Ví dụ thông qua một cái cảm xúc tức giận, nhưng ở sau đấy nó lại có thể là một sự lo lắng, người ta cố tình để che đậy, thì đấy mới là điều khó để phát hiện ra. Trong trường hợp này thì cha mẹ chắc là phải là người phát hiện ra trước tiên và dễ hơn so với tất cả những người khác. Có một vấn đề là có khi chính đứa trẻ cũng không nhận ra cái cảm xúc ngầm ẩn ở phía dưới đấy. Một cái cảm xúc mất tự tin hoặc là không hài lòng, nhưng bởi vì không dám bộc lộ ra bên ngoài thì lại được thể hiện bằng một sự giận dữ hoặc là một sự cáu kỉnh gì đó. Vâng, thì cái điều đấy là điều mà nó dễ bị chồng lấn lên nhau và cha mẹ cần phải xác định được. Thế còn làm cách nào để phát hiện được ấy, thì tôi nghĩ rằng không có cái cách nào khác, đó là quan sát tỉ mỉ ở con mình. Thứ hai là cũng phải hiểu cái điều gì đang diễn ra với con. Và nếu chúng ta không nắm bắt được điều đó, chúng ta không có sự đồng hành thì rất là khó. Và có nhiều cha mẹ là đã phớt lờ một cách thụ động, tức là họ không biết để họ quan tâm nhiều hơn. Dạ vâng, vậy thì cụ thể có những phương pháp hay là những hoạt động nào mà cha mẹ có thể tạo ra cảm xúc tích cực cho con ạ? Thực ra là người lớn cũng phải tự để trang bị cho mình những cái kỹ năng này, chứ không chỉ là con trẻ. Bởi vì nếu chúng ta xét về hiệu quả thì cái cảm xúc tích cực giúp cho chúng ta rất nhiều thứ. Khi mà mình có cảm xúc tích cực, mình có năng lượng hơn, mình làm việc với người này người kia mình cũng thấy thoải mái hơn. Và có một điều đặc biệt là mình cũng có thể có cảm giác là mình truyền được năng lượng cho người khác. Làm thế nào cha mẹ có thể giúp cho con phát triển được cảm xúc tích cực? Trước tiên, để cho trẻ phát triển tốt được cảm xúc tích cực của mình thì giúp cho con cần nhìn nhận được đúng vấn đề mà con đang trải nghiệm. Cái vấn đề đó nếu nó mang lại cái cảm xúc không được tích cực thì con cũng có thể học cách để chấp nhận điều đó. Bởi vì trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng hoàn hảo, chúng ta cũng có được cái cảm xúc tích cực trên mọi phương diện. Cái thứ hai đó là giúp cho trẻ nhận diện được trẻ đang cảm thấy như thế nào, con đang trải nghiệm cái cảm xúc gì, nó cũng rất là quan trọng.
Bởi vì con phải gọi tên được cái cảm xúc đó thì con mới điều chỉnh đưa nó về được tích cực hay tiêu cực. Thứ ba đó là con nhận diện được, nhưng con cũng phải biết bộc lộ được đúng như là cái cảm xúc mình đang trải qua. Khi nó là cảm xúc tiêu cực nhưng biết bộc lộ ra phù hợp thì có thể nó đã chuyển sang tích cực rồi, bởi vì sau đấy là đứa trẻ sẽ được giải tỏa. Ngoài ra thì cha mẹ cũng cần đồng hành với con rất là sát thì mới có thể giúp con quản lý tốt cảm xúc của mình và chuyển từ cái trạng thái cảm xúc tiêu cực sang tích cực được. Ví dụ trải nghiệm cùng con những cảm xúc tích cực, luôn giúp con nhìn cái sự việc ấy, với nhiều chiều khác nhau. Thì tôi nghĩ là cha mẹ là một tấm gương này, cha mẹ có thể cho con chứng kiến nhiều những sự việc khác tích cực ở trong cuộc sống này, thì nó giống như là nguồn năng lượng nó cứ được tích lũy dần dần. Thì tôi tin rằng con trẻ sẽ có cái nhìn nhận tích cực về vấn đề, sẽ có cái cảm xúc và từ đó có hành vi tích cực trong cuộc sống của trẻ. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chị Thủy đã dành thời gian để chia sẻ cùng quý khán giả của chương trình. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ đến từ chuyên gia thì quý vị có thể biết cách để tạo ra được những cảm xúc tích cực cho con, giúp cho con trẻ cảm nhận được niềm vui, sự yêu thương và niềm hạnh phúc. Tới đây thì chương trình Vì Trẻ Em xin phép được khép lại. Quý vị có thể xem lại chương trình hoặc chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi thông qua địa chỉ vtvgo.vn, vtv.vn, YouTube hoặc fanpage truyền hình Vì Trẻ Em VTV1. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ năm tuần sau.